Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị đến với không gian của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời trên sóng truyền hình An Viên. Vị khách mời ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của chị, một nữ tướng trong ngành đồ gỗ Đồng Kỵ. Một người đã có rất nhiều thành công cho công việc kinh doanh của mình, góp phần đưa thương hiệu gỗ Đồng Kỵ ra đông đảo bạn bè trong nước cũng như là quốc tế. Xin được chào đón chị đến với chương trình ngày hôm nay, doanh nhân Vũ Thị Mai, hay còn là được mọi người biết đến với cái tên là Hướng Mai. Xin chào Thùy Linh, xin chào quý vị khán giả. Thành lập doanh nghiệp thì mình thành lập năm 2013, vâng. Nhưng mà sản xuất thì bắt đầu từ năm 1990, vâng. Là mình làm riêng. Cũng trải qua rất là nhiều các cái khó khăn thăng trầm. Mỗi một ngày mình ngộ ra một tí, nó giống như là người đi trong sương đêm, ngay lập tức nó không thể ngấm được vào mình, nhưng mà mình cứ đi mãi rồi quần áo của mình cũng sẽ bị ướt. Đồ gỗ Hướng Mai cũng được rất là nhiều khách hàng cũng như là bạn bè trong nước tin yêu và sử dụng. Để có được một cuộc sống an yên thì mình phải đi vào bên trong tâm hồn. Ngày hôm nay Thùy Linh cùng với khán giả của chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời rất là muốn lắng nghe chị chia sẻ nhiều hơn về chuyện đời, chuyện nghề, đặc biệt là cơ duyên chị đã đến với Phật Pháp cũng như là giác ngộ những giáo lý, những triết lý sâu sắc của Đạo Phật như thế nào. Và có lẽ là chúng tôi rất là tò mò với cơ duyên mà chị đến với công việc kinh doanh cũng là đam mê trong cuộc sống của chị. Chị đã bắt đầu công việc này từ khoảng thời gian nào? Thành lập doanh nghiệp thì mình thành lập năm 2013, vâng. Nhưng mà sản xuất thì bắt đầu từ năm 1990, vâng. Là mình làm riêng, cũng trải qua rất là nhiều các cái khó khăn thăng trầm thì đồ gỗ đội Hướng Mai cũng được rất là nhiều khách hàng cũng như là bạn bè trong nước tin yêu và sử dụng. Xin được chúc mừng chị ạ. Đặc biệt là đã góp phần đưa thương hiệu gỗ Đồng Kỵ ra đông đảo mọi người, cũng như là để phát triển cái ngành nghề thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, một ngành nghề truyền thống ạ. Và Thùy Linh được biết là công việc kinh doanh thì bao giờ cũng có rất là nhiều những giai đoạn thăng trầm này, và đặc biệt là phụ nữ làm kinh doanh có lẽ là còn khó khăn hơn gấp bội, bởi vì rất cần thiết sự cân bằng giữa công việc và cả gia đình nữa. Với chị Mai thì cái giai đoạn khó khăn nhất chị muốn nhắc tới đó là thời điểm nào? Khó khăn thì mình thấy là đồ gỗ này lúc nào cũng khó khăn hết, lúc nào nó cũng vất vả này, nó phải tính toán từng ly từng tí, tức là từ một cái cục gỗ, vâng. Mà vô tri vô giác để biến thành một cái sản phẩm tuyệt tác thì nó qua rất là nhiều công đoạn, và công đoạn nào thì cũng có cái sự khó khăn của nó để ra một cái chuỗi tất cả cán bộ công nhân viên cùng làm mà cuối cùng thành ra được một sản phẩm hoàn hảo thì lúc nào cũng khó khăn. Nhưng mà thực sự là khó khăn trong kinh doanh thì là cái năm 2008 nó có cái sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu ấy, thì các cái đồ gỗ ví dụ như là mình sản xuất ra độ khoảng 100 triệu thì nếu mà để bán ra thị trường nó chỉ được khoảng 50 triệu hoặc 40 triệu thôi. Thế là mình chấp nhận lỗ ạ. Thì những lúc đấy là những lúc mà gọi là rất là khủng hoảng. Vâng. Thì các cái người thợ, có nhiều người người ta rất là lán. Công ty của mình thì lúc bây giờ cũng đã sản xuất ra rất là nhiều. Thì lúc bây giờ cũng nghĩ là mình cần phải làm gì đấy để cho cái công việc của mình nó vẫn có thể duy trì được. Thì nếu mà lỗ thì mình cũng sẽ cố gắng mà làm tiếp. Cái gì nó cũng có cái khó khăn cũng như là thăng trầm, nhưng mà sau đó thì nó sẽ vượt qua. Mình chỉ cần vượt qua cái giai đoạn mà khó khăn đấy thôi, chứ còn nó không khó khăn mãi mãi. Thường thì mọi người ở trong những giai đoạn khó khăn như vậy, họ sẽ nghĩ tới một cái chiều hướng là phải thay đổi đi này, hoặc là sẽ chuyển sang một hướng khác, tạm thời là từ bỏ những cái gì mà mình đã gây dựng nhưng mà hiện tại thì không mang lại cho mình thành công. Nhưng mà Thùy Linh và khán giả nhận thấy rằng là chị Hướng Mai, chị có một cái sự kiên trì, đó là mình không từ bỏ mà mình phải cố gắng để tìm cách thích nghi với cả thời cuộc. Và cuối cùng thì đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Trải qua những khó khăn và thăng trầm thì chị rút ra được những cái bài học và chiêm nghiệm như thế nào? Mình thấy là không có cái gì là khó khăn
hay là thất bại cả. Mỗi một thời kỳ nào mà khó khăn hay là thất bại thì thực ra nó chính là cái giai đoạn mà mình được học, được trải nghiệm. Nó cũng như là mình đi gọi là đóng học phí rất là cao để cuối cùng là có cái sự trưởng thành. Đến giờ phút này thì mình nghĩ là tất cả những cái khó khăn đã qua nó chính là cái sự trải nghiệm của mình mà mình bắt buộc phải vượt qua nó. Nếu mà không có cái sự khó khăn đấy mà mình cứ sống một cuộc sống rất là êm đềm hạnh phúc thì chưa chắc là mình đã có thể là có bản lĩnh hoặc là có sự tốt đẹp như bây giờ. Thưa Liên được biết rằng là những sản phẩm mà thủ công mỹ nghệ bên cạnh việc là phải thể hiện hồn cốt của Việt Nam cũng như là giữ được những cái nét truyền thống, những cái nét tạo nên linh hồn của gỗ Đồng Kỵ từ xưa rồi. Nhưng mà làm cách nào thì chị vẫn đưa những cái sản phẩm của mình mang cả tính thời đại, đương đại để nó phù hợp với cuộc sống xã hội hiện đại giờ đây ạ? Mình có một cái đội ngũ thiết kế họ design các cái sản phẩm mới vẫn mang cái đường nét cổ xưa của các cụ, nhưng mà các cái đường nét rất là đơn giản, nó hài hòa trong tất cả các nhà, từ các cái nhà hiện đại hay là những cái khu biệt thự hay là những cái nhà chung cư thì họ cũng đã sử dụng đồ gỗ Đồng Kỵ, đặc biệt là đồ gỗ hướng mai rồi. Nên là để mà phù hợp được thì các bạn vẫn phải dùng cái trí tuệ, thậm chí là các cái công nghệ hiện đại để khi mà khách hàng họ mua cái gì cũng có. Đúng rồi, họ thích, ví dụ như là thích truyền thống có truyền thống, hay là hiện đại, hay là các cái mẫu khôi phục lại cái thời kỳ hoàng kim của các ông vua Louis. Thì tất cả các cái sản phẩm đấy, công ty của nhà mình nó đều, các cái người nghệ nhân họ đều làm ra được. Và làm rất là đẹp với một cái tâm của cái sự biết ơn. Biết ơn là mình đã có được cái nghề mà các cụ trao truyền. Biết ơn là mình đã không phải đi xa, ở ngay tại quê hương mình mà các bạn ấy đã hàng giờ là lao động sản xuất, và có những người họ sử dụng, họ mua các cái đồ của các bạn ấy sản xuất. Thì mình nghĩ là đấy là các bạn ấy cũng đã hiểu được cái luật nhân quả. Nhân quả là tất cả những cái điều mình gieo đi, các cái điều tốt đẹp thì mình sẽ nhận được những cái quả, là có những người ta cũng yêu quý các cái sản phẩm của mình và người ta sử dụng. Trưởng thành trong một gia đình có truyền thống làm gỗ mỹ nghệ tại Đồng Kỵ, Bắc Ninh, chị Vũ Thị Mai, lúc ấy đang ở độ tuổi thanh xuân, đã sớm nối nghiệp cha ông mình mở xưởng sản xuất đồ gỗ lấy tên là Hướng Mai. Nổi tiếng nhờ uy tín, chất lượng, sản phẩm được đầu tư kỹ càng, tinh xảo, nên Hướng Mai ngày càng thu hút khách hàng. Gần 30 năm cùng chồng xây dựng thương hiệu, bà được tôn vinh là nữ tướng làng nghề Đồng Kỵ, bởi không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, khát vọng cháy bỏng trong bà đó là làm sống dậy làng nghề ở quê hương. Bà cùng nhiều nghệ nhân khác trong làng đã thành công với niềm mong mỏi đó, ngay cả khi thị trường đang trong giai đoạn khó khăn. Doanh nhân Vũ Thị Mai vẫn quyết tâm trụ vững, từng bước hồi sinh và thổi hồn Việt vào trong từng sản phẩm gỗ của mình. Đến nay, đồ gỗ Hướng Mai là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất làng nghề Đồng Kỵ. Những sản phẩm của Hướng Mai là sự kết hợp độc đáo và đặc sắc của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, từ những kiệt tác phương Đông phỏng theo lối già cổ cho đến những tác phẩm mang phong cách châu Âu hiện đại. Với phương châm sang trọng hôm nay, giá trị mai sau, đồ gỗ Hướng Mai vừa tinh xảo vừa bền đẹp, vừa truyền tải được các giá trị văn hóa người Việt. Chị phải có những cái chiến lược kinh doanh như thế nào để có thể đưa thương hiệu của mình tiếp tục đi đường dài không chị? Bởi vì rõ ràng trong thời đại mở cửa hiện nay ấy, nhiều ý kiến cho rằng là đồ gỗ thủ công mỹ nghệ mặc dù là đã trở thành thương hiệu, là truyền thống, là linh hồn của Việt đó, nhưng mà trong giai đoạn này thì sẽ phải có sự cạnh tranh với rất nhiều những mặt hàng ngoại nhập khác, kể cả sản xuất trong nước. Họ sử dụng những chất liệu rẻ tiền hơn, giá thành cạnh tranh hơn, mà nhiều khi mẫu mã thì cũng rất là đẹp ạ. Chiến lược kinh doanh thì khi từ ngày đầu mà lập ra công ty thì mình đã có chiến lược này, tầm nhìn này, mục tiêu, giá trị cốt lõi. Thế thì cái chiến lược kinh doanh từ đầu đến bây giờ nó vẫn xuyên suốt. Ví dụ như là triết lý thì là tín tâm trí tinh nhân. Khi mà mình hiểu về Phật pháp thì tín thì là chánh tín, và tinh thì mang cái tinh hoa, làm ra các cái sản phẩm tinh hoa và mang cái tinh hoa Việt ra với thế giới. Còn nhân thì là tất cả cán bộ công nhân viên thì họ đều được đào tạo, được học pháp,
được hiểu về cái luận nhân quả để họ đặt cái tâm vào trong cái sản phẩm. Thế còn trí thì cũng phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp, hoặc là tâm thì cho dù hiện tại hay tương lai luôn hãy một lòng chân thành. Những cái điều đấy thì không thể thay đổi, mà chỉ có là mình sẽ làm thế nào để mà mình linh hoạt để phù hợp với lại cái thời thế hiện đại thôi. Bây giờ là thời 4.0 này, cái mạng truyền thông rất là tốt, thì cái yếu nhất của làng nghề Đồng Kỵ chính là cái mảng truyền thông. Các bạn trẻ ở trong khu vực làng nghề thì họ làm đồ rất là giỏi, họ sản xuất ra các cái sản phẩm rất là tuyệt vời, rất là đẹp đẽ, nhưng mà để truyền thông ra với lại bên ngoài thì họ lại không biết cách làm thế nào để truyền thông để cho khách hàng, bạn bè trong nước cũng như là quốc tế biết được cái sản phẩm của mình là nó rất là đẹp đấy, nó rất là tốt đấy, và nó sử dụng thì nó có lãi, hoặc là để mãi thì nó thành một cái khối tài sản rất quý. Thì chính là cái mảng đấy yếu, thì mình chỉ cần đi vào các cái mảng truyền thông thật là tốt thôi. Nhưng mà cách truyền thông như thế nào thì chắc hẳn mình cũng sẽ phải có cái nét riêng đúng không ạ? Đúng bởi vì bây giờ cái việc cởi mở về hình ảnh này, về truyền thông này, đặc biệt là mạng xã hội phát triển, khiến cho nhiều khi người tiêu dùng họ cảm thấy hoài nghi với việc truyền thông. Họ cứ nói rằng là truyền thông tức là mặc như là quảng cáo, mà đã là quảng cáo thường là sẽ phải nói quá lên. Đúng rồi. So với những cái gì thực tại đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Các chị làm truyền thông thế nào? Mình làm truyền thông thì nó vẫn chân thật, bởi vì thực ra là cái sản phẩm của mình nó vốn dĩ đã tốt rồi, tốt lắm rồi. Mình chỉ có là nói để cho mọi người biết là chúng tôi có sản xuất ra những sản phẩm tốt như thế, giá trị như thế, mang được ý nghĩa phong thủy như thế, và sử dụng thì nó càng để lâu càng có giá trị, hoặc là khi mà để vào trong nhà thì nó còn tốt cho cả phong thủy nữa, nó làm tốt cho sức khỏe con người, bởi vì các cái chất liệu gỗ thì nó đều là gỗ nhóm 1. Tức là nó thật như là cái gì mình có thì mình truyền thông. Còn mình không biết quảng cáo nó quá nên. Bởi vì nếu như là người biết quảng cáo quá nên thì các ngành nghề khác họ không thể làm mà đẩy bật được cái đồ gỗ Đồng Kỵ. Với nỗ lực tạo sự khác biệt cho các sản phẩm, chị Vũ Thị Mai đã dày công tìm tòi, học hỏi, tổ chức nhiều cuộc tọa đàm về văn hóa phong thủy tại công ty, mời các chuyên gia nghiên cứu văn hóa phong thủy giỏi và uy tín trên cả nước để tư vấn, trao đổi, thổi hồn cho các tác phẩm đồ gỗ truyền thống, cũng như mang lại những giá trị văn hóa, giá trị tinh thần khi khách hàng mua các sản phẩm của doanh nghiệp. Không chỉ bản thân ham học, chị còn tạo điều kiện cho nhân viên của mình tham gia nhiều khóa học để nâng cao kiến thức và kỹ năng, giúp nhân viên phát triển bản thân và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết. Với quan điểm học để biết mình sai ở đâu thì sửa ở đó, và sao không sai nữa, còn làm sai thì coi như mình đóng phí để học hỏi. Có lẽ vì vậy mà chị đã có được thành công như ngày hôm nay. Vậy còn cơ duyên đến với Phật Pháp thì sao ạ? Chính là cái năm 2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lúc bây giờ mình... Một là do cái sự vô minh, cũng như là mình đang sống đời, mình sống đời rất là lâu, mình không có hiểu đạo gì cả. Thế là khi mà gặp cái giai đoạn khủng hoảng thì cũng có một cái cơ duyên rất là tốt đẹp, là người bạn thân rủ đi thiền viện Trúc Lâm Yên Tử đi. Thế là mình đến cái nơi đấy, khi mà bước vào cửa thiền môn thì mình thấy là một nơi nó rất là đẹp, tĩnh lặng và không khí rất là thanh bình. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, hoa nở, thông reo, chim hót. Xung quanh thì các cái đường đi thì các thầy trồng rất là tỉ mỉ, các loài hoa rất là đẹp. Thế mà nhìn thấy gương mặt của các thầy thì ai nấy là đều toát lên một cái sự rất là trí tuệ, từ bi. Và trong cái thiền đường thì có câu của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ khỏi thiền. Thì lúc bây giờ mình ngộ ra là thì ra là mình cứ loay hoay, cứ vất vả, cứ rất là lao tâm khổ tứ để làm rất là nhiều việc. Nhưng mà vào đến trong thiền đường thì nhìn thấy các thầy rất là an nhiên, tĩnh tại. Thế lúc bây giờ mình đã bắt đầu cảm thấy là đây là một cái nơi mà mình cần phải học tập, mình cần phải tìm hiểu, cần phải suy nghĩ. Nhưng mà chị nghĩ đấy là cũng là một cái sự may mắn. Vậy ở thời điểm khi mà chị đã được tiếp cận và cảm thấy được cái sự an yên, có thể coi là cái hướng đi cho tâm hồn và cảm xúc của mình ạ, tiếp tục chị đã làm gì? Sau đó thì mình về nhà cũng làm một số các cái việc như là làm công đức ở chùa. Sau đó thì được gần các thầy, các lời nói chuyện của thầy thôi, chứ cũng chưa hẳn là các cái bài giảng pháp đâu. Thầy nói chẳng hạn như là
Đại Hồng Bảo Điện là ý nghĩa thế nào, hay là lấy trí tuệ làm sự nghiệp này. Thì lúc bây giờ mình đã thấy là tất cả những cái lời này nó rất là hay, nó rất là tốt đẹp, nó làm cho mình như là kiểu bừng tỉnh đúng rồi, sang một cái tầm tri thức mới mà ngày xưa mình chưa bao giờ bước chân vào ấy. Thì bây giờ mình bắt đầu cảm thấy là mình bắt đầu có những cái bước chân chập chững để bước vào trong thiền môn. Quá trình tìm hiểu được diễn ra thế nào ạ? Sau đó thì về nhà cũng chưa tìm hiểu gì đến Phật pháp đâu. Đến năm 2012 khi mà mẹ chồng mình bị lâm bệnh nặng và sau đó thì bà đã ra đi, thì lúc bây giờ mình nhận được một cái sự rất là mầu nhiệm ở trong cái đám ma của bà. Trước khi mà bà mất thì có một cái cuộc điện thoại của khách hàng gọi điện bảo là Mai ơi, tôi muốn thỉnh mua một cái vòng gỗ xưa để tặng cho thầy của tôi. Tôi đang ở chùa Đại La này, bạn nói chuyện với thầy tôi. Thì lúc bây giờ mẹ của mình đang hấp hối, thế mình mới bảo là A Di Đà Phật, thầy ơi, mẹ của con đang hấp hối và con cần phải làm gì bây giờ? Thầy bảo là con hãy nói chuyện với mẹ, bảo là mẹ ơi, mẹ có còn niệm Phật được không? Nếu mẹ niệm Phật được thì mẹ hãy niệm A Di Đà Phật, nếu mẹ không niệm được thì mẹ hãy nghĩ về Phật. Thế và sau khi mà bà qua đời thì hãy nhờ các nhà sư, để nhà sư họ sẽ là làm lễ để đưa bà về Tây Phương Cực Lạc. Thế thì lúc bây giờ là mình có nói chuyện với bà, bảo mẹ ơi, sống chết là vô thường, quan trọng nhất là lúc lâm chung, nghĩ về Phật thì sẽ được Phật siêu độ. Nếu mà mẹ còn niệm được A Di Đà Phật thì mẹ hãy niệm A Di Đà Phật, con mới được một nhà sư nói chuyện với con xong. Thế là bà gật đầu thì bà cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sau đó thì bà mất thì anh trai của mình có gọi điện cho thầy đến thầy lo cho đám tang của mẹ, và thầy đến cùng với lại bốn thầy nữa. Thì khi mà thầy làm lễ thì mình thấy một cái sự rất là mầu nhiệm, là cái ngọn nến, cái đệm nến mà ở trong cái quan tài của bà thì nó cứ lở thế này, nó cứ lở như kiểu hoa sen ấy. Thế và đến lúc mà bà mất ấy, thì bà đẹp nhất từ trước đến giờ, không bao giờ lúc sống mà đẹp như thế. Thế thì mình thấy được một cái sự nó rất là mầu nhiệm, nó rất là vi diệu ở trong một cái đám ma, đặc biệt là đám ma của mẹ chồng mình. Chị có cảm nhận thế nào về vẻ đẹp như chị nói là trong cái khoảnh khắc đặc biệt đó? Như là một Đức Phật bà. Thế là làm cho mình cảm thấy là đây đúng là một cái sự mầu nhiệm, một cái sự vi diệu mà mình cần phải thực sự là bước chân vào để mà mình học về Phật pháp như thế nào. Ngày xưa là mình chỉ gọi là cưỡi ngựa xem hoa, rồi là đến chùa chỉ là một nơi để vãng cảnh, hay là một nơi để cho cái tâm hồn của mình nó tĩnh tại thôi, chứ còn thực sự mà tìm hiểu về giáo lý của Phật thì chưa. Thủy Linh rất là ấn tượng về câu nói của chị Mai với người mẹ của mình trong giây phút trước khi bà lâm chung. Chị nói rằng là mẹ ơi, cuộc đời này rất là vô thường. Chị có cảm nhận thế nào về cái chữ vô thường đó? Ngày trước thì mình nghĩ là vô thường là một người có thể sinh ra, già đi và mất đi thì đấy là vô thường, nhưng mà đấy là thực sự là nó cũng mang ý nghĩa tiêu cực. Vô thường, nếu mà đúng theo quy luật của vô thường thì nó không tốt không xấu, nó chỉ là sự thay đổi thôi. Một con người khi mà sinh ra thì còn bé, nhưng mà lớn lên 20 tuổi thì là một chàng thanh niên, đến 50 tuổi như mình thì là một người trung niên, nhưng mà già rồi thì là sẽ là một bà cụ và ra đi. Vô thường tức là mọi thứ nó có thể thay đổi, nó thay đổi liên tục, chứ nó không lúc nào cũng mãi mãi như thế. Ngày xưa mình nghe thấy mọi người nói là cuộc đời là vô thường, tức là mọi người sẽ phải chết và mọi thứ như thế thì nó rất là tiêu cực. Bây giờ mình hiểu rồi, quy luật của vô thường nó là sự thay đổi, mà mình phải chấp nhận cái sự thay đổi đấy. Nếu mà mình an yên với lại cái sự thay đổi đấy thì tâm của mình nó bình an, nhưng mà mình không an yên, mình đau khổ thì là mình làm trái với cái quy luật của vô thường, bởi vì là điều đấy chắc chắn xảy ra.
dường như là cái phép mầu nhiệm và cái sự khai sáng về tâm hồn của Phật pháp đến với chị trong những giai đoạn đầu tiên như vậy, những bức tranh đầu tiên như vậy đều cùng với mình trong những khoảnh khắc phải nói là nếu như không Phật pháp thì mình sẽ rất là phiền não ạ. Đúng rồi. Nhưng mà nhờ Phật pháp thì mình đã bước đi một cách rất là an yên và nhìn những khó khăn đó như chị nói là những bài học để mình ngày càng trưởng thành hơn. Và rõ ràng là đã là bài học thì sẽ cho chúng ta những cái giác ngộ, những điều tốt đẹp, đúng không ạ? Và dần dần thì cuộc sống của chị đã có sự thay đổi như thế nào về bản thân bên trong cũng như là mọi môi trường xung quanh? Khi mà biết đến Phật pháp, đặc biệt là tìm hiểu qua cái cuốn sách Đường Xưa Mây Trắng, Đường Xưa Mây Trắng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nói về cuộc đời của Đức Phật, đặc biệt là nghe đi nghe lại cái Đường Xưa Mây Trắng thì mỗi một ngày mình ngộ ra một tí. Nó giống như là người đi trong sương đêm ấy, ngay lập tức nó không thể ngấm được vào mình, nhưng mà mình cứ đi mãi rồi quần áo của mình cũng sẽ bị ướt. Thì cái triết lý của Đức Phật cũng thế, mình cứ nghe một lần thì thấy khác, nhưng lần sau nghe đã thấy khác rồi, nó cứ ngấm dần, và lúc nào mình thấm đẫm các cái giáo lý của Đức Phật lúc nào không biết. Việc ngấm ở đây tức là mình sẽ phải suy nghĩ và mình sẽ thực hành và quan sát cũng như là trải nghiệm trong tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình, đúng không chị? Đúng rồi. Có cái điều gì ở trong cuốn sách đó mà chị nói rằng là chị ngấm ấy mà chị rất là tâm đắc không? Từ một cái ví dụ cụ thể cho cuộc sống của mình. Có rất là nhiều. Đức Phật tóc đi học đạo rất là nhiều thì cuối cùng là Đức Phật đã không thành công ở những cái người thầy của mình, mà chỉ đến khi Đức Phật quay về bên trong của mình, 49 ngày trên cây Bồ đề thì Đức Phật đã tìm ra cái giác ngộ giải thoát. Tức là cái đạo của Đức Phật ngày xưa gọi là người tỉnh thức. Thế thì sau đấy thì mình cũng biết được là để có được một cuộc sống an yên thì mình phải đi vào bên trong tâm hồn. Từ trước đến giờ là mình phóng tâm ra bên ngoài rất là nhiều, cũng như là cái ngành nghề của mình nó cũng kinh doanh thì mình cần phải rất là quảng giao, rồi hay phải đi đây đó, hay phải làm rất là nhiều các việc bên ngoài xã hội. Thế nhưng mà để mở tâm hồn mình bình an thì mình lại phải quay vào trong chính tâm hồn của mình, lúc nào cũng an nhiên tự tại, sống với hiện tại. Làm gì cũng thế, tự ăn cũng phải ăn trong chánh niệm, đi cũng đi trong chánh niệm, nói cũng nói trong chánh niệm. Thì cuộc sống của mình lúc nào cũng hiện tại, bây giờ và ở đây đều có thể cảm nhận được hạnh phúc. Và điều đó có ảnh hưởng nhiều tới cái cách mà chị làm kinh doanh không ạ? Điều hành công ty không? Khi mà mình định tĩnh, an yên thì mình ra quyết định rất là đúng. Và mình cũng không cần phải làm quá nhiều việc, mình làm ít việc hơn. Khác so với trước đây ạ? Đúng rồi, nó hiệu quả hơn. Trước đây là cái guồng quay công việc sẽ liên tục, thậm chí là 24 tiếng cảm giác không đủ hả chị? Đúng rồi. Dạ. Lúc nào mình cũng phải lao tâm khổ tứ làm rất là nhiều việc, và các cái cuộc điện thoại của khách hàng, nhiều khi các cảm xúc của khách hàng cũng ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà khi mà mình đã an nhiên tự tại thì tất cả những cái công việc mình có thể giải quyết được. Cụ thể là khi khách hàng có một cái phản hồi nào đó, ví dụ thôi ạ, người ta chưa hiểu về sản phẩm của mình, người ta đòi hỏi là phải thế này, phải thế kia. Như chị nói đấy là sẽ tác động tới mình, khiến cho mình cảm thấy bị xáo trộn này, cảm thấy không vui này. Thì khi đó, bây giờ thì mình sẽ điều chỉnh cảm xúc như thế nào ạ? Đầu tiên là mình phải để được cái sự bình an trong tâm hồn, rồi mình cũng sẽ giải thích dần dần. Nếu mà khách chưa hiểu ngay thì mình sẽ giải thích vào lúc khác. Không nhất thiết là mình phải làm cho cái cuộc nói chuyện đấy nó căng thẳng lên. Dần dần họ sẽ hiểu mà. Tại vì các cái sản phẩm của mình đa phần là nó rất là đẹp, tinh tế và sang trọng. Thì trước sau thì họ cũng cảm nhận được cái sự đẹp đẽ đấy mà. Vậy còn trong những trường hợp mà kết quả kinh doanh ở một thời điểm nào đó không được như mong muốn chẳng hạn, thì chị sẽ đối mặt với điều đó thế nào? Thì mình cũng phải chấp nhận cái thời điểm nó không thuận duyên, không phải lúc nào cũng tốt đẹp. Chẳng hạn như là đại dịch Covid này thì lúc bây giờ giãn cách xã hội, ví dụ như là trong nhà máy thì thợ họ sẽ không được làm, thì mình xin là giãn cách xã hội 2 mét để cho cán bộ công nhân viên vẫn làm trong cửa hàng công ty. Mà nếu như mà để tạo công ăn việc làm cho người lao động thì tự nhiên bảo họ nghỉ thì họ về nhà họ chả biết làm gì. Thì mình cũng phải sắp xếp các công việc cho họ nó phù hợp. Lúc bây giờ làm gì có doanh thu, đúng không? Không có doanh thu mà các cái công việc trả tiền lương rồi là phúc lợi mọi thứ mình vẫn phải chi trả. Thế nhưng mà như thế vẫn tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là lúc bây giờ mình lại có rất là nhiều việc khác để làm. Nhưng mà khi đó thì mình lại ôm cái thiệt về bản thân mình. Nếu như mà mình có để mình giúp đỡ người khác thì đấy cũng là phúc.
cũng không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải được lợi. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì chính là một cái thời khắc mình được quay về chính mình được sống với đạo này, được tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, xong rồi ăn chay, ăn chế độ thực dưỡng, xong rồi cảm nhận được cái sự hạnh phúc là không khí trong lành, rồi mình cảm thấy rất là biết ơn vũ trụ, biết ơn không khí, biết ơn đất trời. À, bây giờ chị còn duy trì thói quen ăn chay không ạ? Mình vẫn đang ăn chay. Chị ăn chay trường hay là ăn chay vào một số ngày? Có những thời điểm thì đang ăn chay trường, như bây giờ thì đang ăn chay trường. Tại vì nhiều người họ chưa thực sự hiểu về việc ăn chay thì sẽ có ý kiến rằng là ăn chay thì chúng ta cũng sẽ phải kiêng rất là nhiều những đồ khác, đặc biệt là như đồ mặn chẳng hạn. Liệu có đủ sức khỏe để chúng ta có thể làm nhiều việc như là chị Mai lại là một doanh nhân này, bận rộn vô cùng ạ? Ăn chay thực ra nó rất là tốt cho sức khỏe. Nếu như mà mình ăn chay được mà với cái thói quen thì nó tràn đầy năng lượng, không cần phải ngủ quá nhiều. Ví dụ như là bình thường mình ăn bình thường thì ngày nào mình cũng phải dành thời gian để ngủ trưa này, rồi ngủ 8 tiếng buổi tối này. Nhưng mà ăn chay thực sự là khi mà đã ăn chay được thì mỗi buổi sáng, lúc nào mình cũng dậy từ 3 giờ sáng. Sớm là 2 giờ 48 phút nhưng mà 3 giờ sáng lúc nào cũng dậy được. Và trong cái khoảng thời gian 3 giờ sáng đấy thì mình ngồi thiền này, bởi vì ngồi thiền lúc bây giờ nó rất là tĩnh tâm. Khi ngồi thiền xong thì nó có được cái sự biết ơn, biết ơn vũ trụ, biết ơn không khí, biết ơn đất trời. Nếu như mà mình ngủ mình đâu có thời gian để biết ơn những điều đấy, đúng không? Mình không có cảm nhận được cái điều đấy thì chỉ có khi mà ăn chay người nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều. Ngày xưa mình ăn loạn nó 62 cân, bây giờ có 55 cân thôi, thì đấy là cái kết quả của việc ăn chay một cách rất là tự nhiên ạ. Và đúng đó rồi. Là sự cộng hưởng một cách rất là từ từ và dần dần. Đúng đầu rồi. Tiên là việc giác ngộ từ trong bên trong của mình này, từ tâm đúng hồn này, rồi mọi thứ nhận thức của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn, đúng an rồi. Nhiên hơn, thế nên đúng. Là dần dần những thứ tốt đẹp cũng sẽ đến với mình. Vượt qua những cái khó khăn thử thách đã qua đi, rồi chị nói là chị lại có thêm cái duyên để tiếp cận với việc ăn chay này, rồi cả ngồi thiền nữa. Đúng rồi, ngồi thiền. Cái thói quen này chị đã duy trì lâu chưa ạ? Mình bắt đầu ngồi thiền từ năm 2015, khi mà đi có một cái khóa tu mùa hè của con gái. Mình đi theo con gái và được quý y Tam Bảo ở trong Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, và thầy dạy ngồi thiền, tụng kinh, kinh sám hối, kinh sám hối sáu căn, sám hối ba nghiệp, rồi các kinh của trong thiền đường. Thế và sau đấy thì mình duy trì thói quen là ngồi thiền. Lúc đầu thì ngồi được ít, sau thì ngồi được nhiều. Thế và đến giờ mình vẫn ngồi. Chị Vũ Thị Mai thường xuyên tham gia các khóa tu trong và ngoài nước và đã được quý thầy hướng dẫn thực hành. Những cảm xúc luôn được tạo ra bởi các quyết định cảm tính của con người thì đều được kịp thời điều chỉnh và cân bằng thông qua việc ngồi thiền hàng ngày. Chị nhận thấy những giới cấm của Đức Phật đề ra với những người đệ tử tại gia là một công cụ để thiết lập kỷ luật cho bản thân, để từ đó dẫn lối vào thành công và hạnh phúc của gia đình. Ngũ giới của Đức Phật giúp chúng ta tiến gần tới lương thiện hơn, tử tế hơn, và nếu muốn thành công, hãy cố gắng tuân thủ nghiêm ngũ giới nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân. Hãy nhớ rằng không thể có thành công nếu không có kỷ luật. Người không chỉ cần định hướng nghề nghiệp cho chính mình mà còn phải sở hữu mục tiêu và biết cách tận dụng tốt nhất những cơ hội của mình để tạo ra thành tựu. Những triết lý tưởng chừng như đơn giản của Đức Phật đã giúp chị Vũ Thị Mai phát triển bền vững trong kinh doanh. Nhiều người thì vẫn nói rằng là Phật Pháp dường như là không hẳn là phù hợp với môi trường kinh doanh, bởi vì kinh doanh là chúng ta sẽ phải cạnh tranh này, rất là khốc liệt này, chúng ta sẽ phải tính toán sao đo từng ly từng tí một. Nhưng mà ngày hôm nay qua cuộc trò chuyện cùng với chị Hương Mai thì Thùy Linh lại thấy rằng là chúng ta lại được ứng dụng rất là nhiều những điều hay từ Phật Pháp vào trong công việc kinh doanh của mình, đúng không ạ? Rất là phù hợp đấy chứ. Thực ra thì đạo Phật lúc đầu tưởng là không đúng, nhưng mà đạo Phật phù hợp cả với kinh doanh. Cái cuộc sống của anh là sự trải nghiệm. Nếu mà một ngày anh hạnh phúc thì là anh đã được trải nghiệm cái sự hạnh phúc đấy rồi. Thì cái người kinh doanh cũng vậy, khi mà anh lao động sản xuất mà anh hạnh phúc với cái ngày hôm đấy thì cái sản phẩm anh làm ra nó rất là đẹp, làm một chuyện, nhưng mà cái thời gian mà anh sản xuất thì anh đã đang cảm nhận được sự hạnh phúc đấy rồi. Thì đấy cũng là cái sự an yên từ các cái triết lý của Đức Phật chứ. Còn khi mà anh phiền não thì anh chẳng làm được cái điều gì ra hồn nữa, chứ đừng nói là sản phẩm đẹp được. Thế thì
tâm hồn của anh lúc nào cũng phải an yên, định tĩnh, an lạc, hạnh phúc. Thì sản phẩm anh làm ra đẹp mà ngày đấy anh trải nghiệm được cái sự hạnh phúc suốt cả ngày. Và một cuộc đời mà lúc nào cũng hạnh phúc thì đấy chính là gọi là sống tịnh độ ngay nơi này, chứ đâu phải đợi sang thế giới bên kia, bởi vì thế giới bên kia mình đâu có kiểm chứng được, đúng không? Chị có những cái chia sẻ gì để động viên, truyền cảm hứng tới cho những người đang muốn khởi nghiệp? Khi mà các bạn muốn khởi nghiệp thì cứ tự tin. Đầu tiên là phải hiểu được cái công việc của mình định làm và phải yêu thương cái công việc đấy. Làm đi làm lại, nếu như mà thất bại một lần, làm thử lần thứ hai. Thất bại lần thứ hai, làm thử lần thứ ba. Thất bại lần thứ ba thì đừng có làm nữa, bởi vì là mình sẽ không phù hợp với cái nghề đấy. Đấy là những bạn khởi nghiệp. Còn khi mà mình làm ấy thì mình cứ yêu thương, tin tưởng rằng mình sẽ thành công thì chắc chắn mình sẽ thành công. Và để mà có được cái cuộc sống hạnh phúc thì các bạn sẽ vừa làm kinh doanh nhưng mà cũng vừa nên học giáo lý của Đức Phật để mình có được sự an yên, mình có được cái sự quyết định nó đúng. Khi mà mình quyết định đúng thì mình làm gì cũng đúng hết. Trong cái kinh Bát Chánh Đạo là tư duy đúng, hành động đúng thì ra được kết quả đúng. Có giáo lý, có bài học nào của Phật pháp mà chị đặc biệt tâm đắc không? Giáo lý của đạo Phật tâm đắc nhiều lắm. Dạ. Đức Phật có 84.000 pháp môn, nhưng mà rốt cục lại thì chỉ có 3 điều mình thấy là tâm đắc, là không làm các điều ác, chỉ làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch, làm theo lời Phật dạy. Thì đấy chính là cái cốt lõi của Đức Phật, làm gì cũng làm những điều thiện lành. Cái đấy là mình rất là tâm đắc. Còn nếu mà tâm đắc thì bất cứ lời nói nào của Đức Phật cũng tâm đắc hết. Cái gì cũng là một kho tàng trí tuệ và tri thức để cho mình học cả đời, còn phải nhiều kiếp nữa cũng không hết được. Vậy là cái việc mà để tu tập cũng đâu phải là quá khó khăn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta luôn luôn giữ chánh niệm ở từng giây từng phút trong tất cả mọi khoảng khắc của cuộc sống ạ. Ngoài đam mê dành tới cho công việc kinh doanh, chị còn những cái sở thích, những cái thú vui gì trong cuộc sống thường ngày của mình để mình có thể tái tạo năng lượng ạ? Mình có một cái sự đam mê, đó là bất cứ thời gian nào rảnh là mình cũng sẽ dành thời gian để học pháp. Học pháp có thể là học ban đêm, học qua Zoom của các thầy từ Ấn Độ hay là Tây Tạng hay là các thầy của Việt Nam. Nếu như mà không thì bất cứ lúc nào mình cũng sẽ tạo điều kiện cho mình gần với các thầy mà thiện tri thức để học hỏi các giáo lý Đức Phật qua các lời giảng của các thầy, hoặc là cho mình đi học các pháp môn, ví dụ như là đi học ở Tây Tạng gặp Đức Đạt Na Đạt Ma chẳng hạn, để mình hiểu thêm về các cái cuộc đời của Đức Phật. Đợt vừa rồi mình có được đi học một cái khóa thanh lọc thân tâm. Thì trong bốn cái ngày đấy thì mình vừa được học về pháp này, học được về con đường giới định tuệ này, học được văn tư tu này, xong rồi học được về bát chánh đạo này. Nhưng mà song song với cái việc đấy thì mình được học là cách ăn uống như thế nào cho đúng để cho mình khỏe ra này, ăn uống như thế nào để cho cái thân và tâm của mình nó lợi lạc, nó hạnh phúc này. Thì đấy là những cái mà mình đã dành thời gian cho bản thân, tức là để cho mình có thêm trí tuệ, có thêm kiến thức, có thêm chắc chắn cái con đường đi của mình nó tốt, thì mình sẽ dành rất là nhiều thời gian để làm những cái việc mà cái việc đời nó không cho phép mình làm, nhưng mà mình dành ra thì mình phải dành thời gian. Cái đấy cũng gọi là yêu thương bản thân, làm cho cái thân tâm của mình nó trở lên tinh tế hơn này, rồi hiểu biết hơn này, tri thức hơn, rồi cách ăn uống của mình nó cũng khoa học hơn, trí tuệ hơn. Vậy có thể thấy là cuộc sống của chúng ta thật là thú vị chị nhỉ? Đúng từng rồi. Giây từng phút nếu như chúng ta biết cách hiểu, cảm nhận thì kể cả những khó khăn, kể cả những điều không mong muốn xảy đến thì chúng ta cũng sẵn sàng đón nhận với một tâm thế rất là an yên, thoải mái và coi đó là bài học để mình được trưởng thành hơn. Vâng, mà học được càng nhiều thì con người của chúng ta sẽ ngày một phát triển và ngày một tốt hơn nữa. Đúng rồi. Dạ, đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời ngày hôm nay, chị có những cái cảm nhận như thế nào và còn những thông điệp gì chị muốn truyền tải đến khán giả xem truyền hình trong những giây phút cuối cùng của chương trình này? Để mà có thông điệp đối với mọi người đang xem thì mình rất là tâm đắc cái câu nói của Đức Đạt Na Đạt Ma là chúng ta chỉ là những vị khách của hành tinh này. Chúng ta tối đa chỉ sống trên đời này khoảng 90 hay 100 tuổi. Trong cái khoảng thời gian đấy thì chúng ta phải làm rất là nhiều các cái điều thiện, điều lành cho cuộc đời của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể làm cho cuộc đời của người khác hạnh phúc thì đấy mới là ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Thế thì mình muốn nhắn gửi với các bạn là mỗi một ngày khi
khi mà ngủ dậy thì các bạn hãy suy nghĩ cái điều thiện lành và sẽ hãy giữ cái thiện lành đấy tích cực trong suốt cả ngày. Thì đấy là một cái sự rất là lãi rồi. Sau đó thì các bạn hãy cố gắng làm các lời Phật dạy. Ví dụ như là làm gì cũng kinh doanh thì cũng nghĩ đến ba cái điều, ví dụ như là win-win, lợi mình, lợi người, rồi lợi cho xã hội. Thì như thế thì khi mà tất cả đều có lợi thì cái luật vũ trụ, cái luật hấp dẫn nó sẽ đến mọi người xung quanh. Khi mà khởi niệm ra thì họ đều có được cái sự hạnh phúc giống như mình, khách hàng của mình họ hạnh phúc, xã hội hạnh phúc và bản thân mình cũng hạnh phúc. Như thế thì cái từ trường năng lượng xung quanh mình nó sẽ rất là tốt đẹp, và mình cũng không được sống quá dài để mà mình phiền não quá lâu. Cho nên là thay vì phiền não thì hãy khởi niệm những cái điều thiện lành mỗi ngày. Buổi sáng khi mà ngủ dậy thì hãy hít thở không khí trong lành, biết ơn cuộc đời vì cuộc đời lại rất là tươi đẹp, mình còn sống, mình còn được hít thở không khí trong lành, biết ơn vũ trụ vì vũ trụ đã cho mình rất là nhiều không khí, rồi cho nước để mình uống, cơm để mình ăn, áo để mình mặc. Tất cả những cái đấy mình đều không làm ra, mình đều nhận được cái ơn phước từ vũ trụ đem đến, từ thiên nhiên đem đến hơn. Và mỗi ngày hãy sống với những cái điều biết ơn đấy, tràn ngập tình yêu thương, thì cuộc đời của bạn cũng như là của mình, cũng như là tất cả những người xung quanh sẽ hạnh phúc. Cảm ơn chị Hứa Mai rất nhiều ạ. Chúc chị thật là nhiều sức khỏe này, luôn luôn có những hành niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời của mình, luôn luôn nở nụ cười, tràn đầy bình yên và nguồn năng lượng để lan tỏa một cách tự nhiên tới xung quanh. Như Thùy Linh và như quý vị khán giả xem truyền hình ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã được tiếp nhận thêm rất là nhiều những niềm vui từ nguồn năng lượng tích cực đó ạ. Cảm ơn chị đã đến với chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời. Cảm ơn em xinh đẹp. Thưa quý vị khán giả, chương trình Bước Ngoặt Cuộc Đời đã đến với những giây phút cuối để khép lại số phát sóng ngày hôm nay. Nhưng mà chắc chắn là sau đó sẽ tiếp tục mở ra rất nhiều những niềm vui, những nguồn năng lượng tích cực để chúng ta sẽ quay trở lại với guồng quay cuộc sống của mình, để cùng nhau đón nhận những cái mầm mới của hạnh phúc, để tạo thành một cái cây hạnh phúc phát triển thật là chắc, thật là bền lâu, thật là cao lớn ạ. Cảm ơn quý vị khán giả đã đến với Bước Ngoặt Cuộc Đời. Cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.